Chào Kem, hôm nay chúng ta tiếp tục vào cái phần củng cố về cái phần giọng điều hòa. Và thầy chữa chúng ta chi tiết là 47 câu. Cái này, những video này có trong cái phần 1 là hội viên YouTube, và 2 là trong cái nhóm riêng tư của những học sinh đang học trực tiếp của thầy hoặc là học on của thầy. Chúng ta vào câu số 1 đến câu số 5 trước. Một chất điểm giọng điều hòa theo phương trình như này, biên độ nó sẽ là 6 chân ti. Câu số 2, tần số góc 15 fadian. Câu số 3, pha ban đầu pi 0,5 pi. Câu số 4, pha là cả bên trong cốt này, 2 pi t. Câu số 5, pha thì t 100 pi t. Câu 5b. Chúng ta vào câu số 6 đến câu số 10. Câu 6, một vật nhỏ giọng điều hòa theo phương trình như này, tại điểm 2 giây thì pha là bao nhiêu? Pha là cái này này, pha là cái 10T này, pha là cái 10T, pha là cái 10T, em thay T bằng 2 giây vào, 10 x 2 là 20 radian. Pha là cái 10T nhé, em thay 2 vào, pha lại bên trong cốt. Câu số 11, độ lệch pha. Độ lệch pha em lấy hai pha trừ nhau, em lấy cái lớn này, em lấy cái pha này, em trừ đi cái này thì 2 pi t mất đúng không? Thì là 0,75 pi trừ đi 0,5 pi thì ra 0,25 pi, đáp án A. Câu số 8. Độ lệch pha hai dao động độ lớn bao nhiêu? Câu 8. Độ lệch pha. Câu 8 thì em lấy là cái lớn trừ bé, em lấy cái này. Em trừ pha này. Ra là pi. C. Câu số 9. Vật rộng trên quỹ đạo dày 12, 2A 12 và A bằng 6. Câu số 10, vật diện dao động trên đoạn thẳng dài 2A, tức là 2 x 3, 6, 10C. Tiếp tục câu số 11, 12, 13 đi. Một vật nhỏ giọng điều hòa 2000 thực hiện 2016 tổng toàn phần, tức là 2016 chu kỳ bằng 1008 giây. Thì em suy ra chu kỳ thì sẽ là 1/2. Chu kỳ 1/2 giây. Và tần số là F bằng 1 trên T bằng 2. Câu 12, gốc thời gian chọn ở đâu? Gốc thời gian em giữ cái pha đầu này. Đấy. Thì em vẽ vòng tròn ra. Em vẽ vòng tròn này ra. Đấy. Cái trừ pi 3 nó nằm góc phần thứ tư, trừ pi 3 đây. Đấy, cái này chính là trừ pi 3. Ra trừ pi 3. Đó là chiều dương, chúng ta có bên trên chiều âm. Bên trên chiều âm, bên dưới chiều dương. Bên dưới chiều dương được chưa các? Bên dưới chiều dương. Đây là 3 và đây là -3. -3. Chắc chắn chiều dương rồi. Chiều dương loại đáp án, loại hai đáp án này. Loại B và D. B và D. Bây giờ muốn biết đi độ bao nhiêu thì kem gióng vuông góc xuống. Kem từ cái điểm này em gióng xuống, đi độ sẽ đoạn này. Đoạn này chính x này, x thì dương rồi. Chắc chắn x dương rồi. Chưa? X dương. Nên này sẽ sang là C luôn rồi đấy. Thầy sẽ chỉ cách tìm nhá, x nhá. Đấy, đường kính là 3 và x chia 3 bằng cốt pin 3. X chia 3 bằng cốt pin 3. X là kè chiều quyền của cốt pi 3, x bằng 3 cốt pi 3 x dương ấy, cốt pi 3 1/2 vậy nó ra 1,5, đáp án C luôn. Câu 13, gốc thời gian chuẩn ở đâu? Phương trình chia chuẩn từ sin đổi về cốt thì x chính bằng 3 cốt của 2 pi t trừ pi 3 trừ pi 2 thì thành 3 cốt của 2 pi t cho là -5 pi/6. Được, -5 pi/6. Người ta vẽ cái vòng tròn này ra. Vẽ cái vòng tròn. Tròn. Đây là 3, đây là -3.
và trừ 5 pi 6 nó sẽ nằm ở cái góc phần tư thứ ba, đúng không? Chúng ta đi góc là âm hết mà. Đấy, trừ pi 2 nằm chỗ này này. Đấy, trừ 5 pi 6. Đấy, thì quả chúng ta có góc là trừ pi 2. Là trừ pi 2 đúng chưa? Góc là trừ pi 3. Và hai cái tạo thành sẽ là cả cái này sẽ là trừ 5 pi 6. Và bên dưới là chiều dương rồi. Đấy, tên không ở chỗ này. Đấy, tên không ở chỗ này. Chắc chắn chiều dương rồi, đúng không? Chắc chắn chiều dương. Chiều dương, vậy đáp án loại chiều âm, loại B, loại D. Được chưa? Mà muốn biết ly độ bao nhiêu âm giống nhá, ly độ âm đấy. Chắc chắn ly độ âm. Chưa? Ly độ âm. Ly độ âm. Bây giờ chỉ còn lại đáp án là gì đây? Quận A và C ly độ sẽ âm. Âm thì sẽ là A rồi, chứng minh cho là A nhé, chứng minh A luôn. Ly độ là đoạn này là x này. Như bán kính là 3 nhé. Pi nhân 3 nó sẽ là pi nhân 3. Chúng ta chỉ lấy về mặt là độ lớn thôi. Thế của x là đối chia cho huyền là 3 thì bằng sin pi nhân 3 đối chia huyền. Em xét tam giác này, này. Đối này. Đối này. Chia huyền này. Đấy. Thì sẽ bằng là sin pi nhân 3. Ở góc là pi nhân 3 đây. Sin pi nhân 3. Nhưng chúng ta biết x âm mình để thêm dấu trừ nữa. Thêm dấu trừ để tí cho x âm. Chứ mà em không có dấu trừ gì không âm được. X sẽ bằng mấy? X sẽ bằng là trừ 1,5 căn 3. Khi bấm đi khẳng định x bằng trừ 1,5 căn 3. À. Câu số 14. 14, 15. 14, 15, 16. Gốc thời gian là chọn thế nào? Gốc thời gian thì em có này, em nhìn này. Đấy, cái này. Dạ, yeah. Em có fan đầu là pi trên 6. Pi trên 6 thì nó sẽ là chiều gì? Chiều âm. Nó góc phần tư thứ nhất đấy. Nó chiều âm đây, em nhìn đây. Đấy. Pi trên 6 nó góc ở đây này. Đấy, góc này là pi trên 6 này. Pi trên 6 đây. Pi trên 6. Được chưa? Đấy, pi trên 6. Pi trên 6 đấy, góc đấy là chiều âm. Chiều âm. Chúng ta nhớ là vật bao giờ chuyển động ngược chiều kim đồng hồ nhé. Vậy tên không là chỗ này. Nhớ góc là pi nhân 6. Đúng chưa? Pi nhân 6. Đấy. Nó chiều âm. Vậy loại đáp án loại này. Ly độ bao nhiêu? Bây giờ chiều tôi ly độ em gióng xuống. Em gióng vuông góc xuống. Gióng đấy. Đoạn này gì đây? Đoạn này sân x. X này. Bán kính là mấy? Bán kính chính là biên độ x. Bán kính chính là 10. Thế có x chia 10. Kè chia huyền mà. Cốt pi nhân 6. Chưa? Đây biên dương là 10, biên âm trừ 10. Đấy, sẽ rút ra x bằng 5 căn 3. 5 căn 3 cm. 5 căn 3 chiều âm 14C. 5 3 chiều âm. Đây. 15. Vậy gốc thời gian ở đâu? 15, các em lại dựa fan đầu. Muốn biết gốc thời gian ở đâu? Chúng ta dựa fan đầu. Fan đầu pi nhân 3 chiều âm rồi. Loại chiều dương, loại. Chỉ còn hai đáp án B và D thôi. Đấy, thì kem sẽ dựa kem vẽ vòng tròn của 15 nhé. 15 đây. Đấy. Đây là A. Đây là trừ A. Pi trên 3. Góc pi trên 3 đúng không? Góc pi trên 3. Góc này góc pi trên 3 đây. Trên 3. Đúng chưa? Đấy, tên không được chỗ này. Và kem phải nhớ là vật đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ nhé. Vật luôn luôn chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Bên trên chiều âm. Bên dưới là chiều. Chiều dương đúng như nhỉ? Bên trên chiều âm, bên dưới chiều dương. Mà muốn biết ly độ bao nhiêu, muốn biết ly độ bao nhiêu thì từ cái điểm này em kẻ vuông góc trục làm ngang, từ điểm này kẻ vuông góc trục làm ngang này. Đấy, trục làm ngang này. Đấy, thì ly độ đó chính là cái đoạn này. X này, bán kính là A này. Kẻ huyền đúng không? Hệ thức lượng tam giác vuông mà. Đấy, thầy đang làm câu 15 nhé. Là x chia A cốt pi nhân 3. X trên A bằng cốt pi nhân 3. Cốt pi 3 thì bằng 1/2 và x bằng a trên 2. X bằng a trên 2 chiều âm. Chiều trên chiều âm, a trên 2 chiều âm 15b. 16. Tại thời điểm pha là 2 pi 3 thì vật có ly độ bao nhiêu? 16. Các em vẽ tiếp một vòng tròn này. Tròn này. Đây là biên dương, đây là biên âm. Các em biết cái góc này không này, pi 2 này, 2 pi 3 là nhảy sang đây, đúng không? Đây, tên không ở chỗ này. Nó là pi trên 6 này, là pi trên 2 này, nó tạo thành cả cái này, tạo thành 2 pi trên 3 này.
cả hai tạo thành 2 pi nhân 3 được chưa các em? Đấy, 2 pi nhân 3 vậy sẵn chiều âm rồi. Đúng không? Sẵn chiều âm. Chiều âm. Vậy loại đáp án A. Loại đáp án D. Đi độ bao nhiêu thì từ điểm này các em gióng xuống trục nằm ngang, gióng trục nằm ngang. Đấy, đi độ sẽ là cái đoạn này. Này. Đây pi nhân 6 từ đây sẽ là pi nhân 6. Chứ pi nhân 6 x chia A sin pi nhân 6 với x là đối góc pi nhân 6 mà, đối cùng sin luôn. X trên A của sin pi nhân 6. 6. Và tức là x bằng A trên 2. X bằng A trên 2. Vì sin pi nhân 6 1 phần 2 mà. Đúng không? A trên 2 mà A là 4 đúng không? A là 4. Vậy sẽ là 2. Là 2. Vậy 2 chiều chiều âm. 2 chiều âm. À đây là trừ chứ sorry căm x âm mà. Ở đây x âm. Sorry đúng nhỉ? Căm nhìn đây x ở đây là âm mà. Vậy thêm bớt trừ đi nữa. Trừ đi nữa. Trừ A trên 2 trừ 2. Trừ 2 chiều âm. Đáp án C. X âm nhá, chúng ta nhớ x âm. Thầy thêm dấu trừ để cho để tí tính ra x âm. Nếu mà các em không có dấu trừ tí các em tính ra x không âm được. Và chúng ta nhìn đường tròn ta biết là x chắc chắn 100% x âm. Đúng nhỉ? 100% x âm. Đấy. Vậy do khẳng định 100% x là âm, vậy thêm dấu trừ ở đây. X trên A bằng trừ sin pi nhân 6, dấu trừ là dấu x âm. Nếu mà các em khẳng định x dương thì không cần dấu trừ. Này. Được chưa? Trừ 2 chiều âm. Vậy dấu C. Mười bảy. Một vật rộng điều hòa dọc theo trục x cái phương trình như này. Chọn gốc tọa độ ở cân bằng thì gốc thời gian lúc t bằng không ở đâu? Cái gốc tọa độ cân bằng cái câu này tôi bỏ qua nhé. Quan trọng đâu, cái bài nào cũng qua câu này này. Đấy. Gốc thời gian ở đâu thì phương trình chưa chuẩn. Các em chuyển thành x bằng a cos omega t trừ pi nhân 2. Được chưa? Các em dùng cái vòng tròn. Vòng tròn. Đấy, trừ pi nhân 2 nằm ở đây. Đấy, đây là A, đây là trừ A. Thì các em biết rằng bên trên là chiều âm. Đúng không? Bên dưới chiều chiều dương. Và đây là cân bằng đúng không? Đây là cân bằng. Cân bằng mà gióng xuống thì gọi là cân bằng chiều chiều dương. Cân bằng gióng lên gọi là cân bằng chiều âm. Đúng không? Với cân bằng chiều âm. Cân bằng chiều âm. Câu 17. Câu 17 đáp án phải là D. 17 phải là D. Mười bảy đáp án D. Câu 18 cho phương trình này thì t bằng không chất điểm chuyển động theo chiều âm trục x. Các em nhìn này, muốn biết t bằng không thì dựa pha đầu pi trên 4. Nếu là thời điểm t bằng không thì ta dựa pha đầu nhé. Bên 4 đây 4 thì đây là 8 này trừ 8 thì pi 4 là góc phần tư thứ nhất thì rõ ràng nó chiều âm một gì nữa, rõ ràng chiều âm đúng chưa các em? Hãy thở để bắt đầu nó chuyển động chiều âm. Đó, 18A luôn. 19 các em chú ý phương trình chưa chuẩn. 19 phương trình chưa chuẩn nhé, các em chưa thể làm được. 19 các em nhìn này, các thầy dựa cos của trừ alpha bằng cos alpha. Đấy, tức là bây giờ 19 này thầy nhân cái trừ 1 vào trong cos này, thầy nhân cái trừ 1 vào trong góc này thì không thay đổi giá trị của cos. 19 phương trình chuẩn nó sẽ phải là 10 cos của 2 pi t trừ pi nhân 3. Tức là hai góc đối nhau. Các em nhìn này, qua hai góc này, đây gọi là alpha này. Đấy, lúc sau đây trừ alpha đi. Đúng, hai góc này đối nhau nhưng mà cos bằng nhau. Đấy, không thay đổi giá trị. Đúng chưa? Không thay đổi giá trị. Đấy, nhưng mà thầy phải để về cái dạng sau. Vì phương trình rộng điều hòa thì là đằng trước t nhỏ này thì nó phải là dấu dương. Đằng trước t nhỏ là dấu dương. Đấy. Quy chuẩn này. Nó hỏi thời điểm 2,5 giây thì vẫn đang ở đâu? Thì kem dựa pha. Kem có là 2 pi nhân 2,5 trừ đi pi nhân 3. Sẽ là mấy nhỉ? 5 trừ đi 5 trừ 1/3. Trừ đi 1/3. 14 pi nhân 3. 14 pi trên 3. 14 pi tách thành 12 pi cộng 2 pi tức là trên 3. Và tách ra thành 4pi cộng 2pi nhân 3. Và các em sẽ bỏ cái này đi. Cái này bỏ. Các em chỉ lấy cái này thôi. Các em chỉ lấy một cái đoạn này. Được chưa? Các em lấy một đoạn 2pi nhân 3 thôi. Đấy, các em dựa pha. Lấy 2pi nhân 3.
lấy 2 pin 3 thì con vẽ vòng tròn ra. Tròn ra. Đấy, đây là 10. Đây trừ 10. 2 pin 3. 2 pin 3 đây. 2 pin 3 nằm chỗ này đúng không? Đây là pin 2. Đây pin 6. Cả cái này tạo được 2 pin 3, cả cái này chính là 2 pin 3. Được chưa? Pin 3 vậy. Thời điểm 2,5 giây nó ở chỗ này. Chỗ này. Mà trên này là chiều gì? Trên này là chiều âm. 2,5 giây chuyển động theo chiều âm. Vậy loại đáp án này. Loại đáp án này. Chỉ có thể B hoặc C. Đi độ bao nhiêu thì em gióng xuống cái đường nằm ngang. Em gióng vuông góc đường nằm ngang. Pin 6 chỗ này sẽ là pin 6. Được chưa? 6 cái đoạn này chính là x. X âm nhá, chắc chắn x âm ấy. Đấy. X âm. Đến đây chắc chắn là nhìn x âm à. Rồi, đúng nhỉ? X âm mà. Thì có x là đối góc pin 6 thì dùng cái x chia cho 10. Đối chiều huyền mà x chia 10 sin pin 6 bằng trừ sin pin 6. Dấu trừ là do để khẳng định x âm. Được chưa? X bằng trừ 5. Trừ 5. Trừ 5 chiều âm. Trừ 5 chiều âm. Đáp án B. B. Đấy các đấy 19B bộ. Chứ chúng ta xử lý câu 20. Trong phương trình này hỏi gốc thời gian ở đâu thì em phải đổi cái phương trình này về cos. Từ sin đổi về cos đến bớt pn2, phương trình sẽ là 5 cos của omega t chứ 5 pn6 chứ pn2 sẽ nó ra bao nhiêu? Chứ 5 phần 6 trừ 1 phần 2 chứ 5 phần 6 trừ 1 phần 2 chứ 4 pi nhân 3. Vậy sẽ 5 cốt mà t chứ 4 pi nhân 3 à, chứ 4 pi nhân 3 à, chúng ta vẽ vòng tròn ra xem chứ 4 pi 3 nó ở đâu. Nó hỏi là gốc thời gian đúng không? Hỏi gốc thời gian t bằng 0 ở đâu. Thì muốn biết t bằng 0 ở đâu thì các em lấy nguyên cái pha hàng đầu này. Lấy nguyên cái pha hàng đầu này. Đây chính là pha hàng đầu. Đây chính là pha hàng đầu. Đây 5. Đây chứ 5. Pha hàng đầu là chứ 4 pn 3. Chứ 4 pn 3 thì các em nhớ này. Chứ 4 pn 3 phân tích thành chứ pi. Chứ pi nhân 3. Được chưa? Chứ pi chứ pn 3 đây. Nằm chỗ này. Cả góc này. Đấy, cả góc này. Chính là chứ 4 pi nhân 3. Chữ 4 pi nhân 3. Cáo đấy chứ chữ 4 pi nhân 3. Trong đó, trong đó góc này chính là pi này. Góc này chính là pi này. Và góc này chính là pi nhân 3 này. Được chưa các? Chữ pi chữ pi nhân 3. Đấy. Vậy tóm lại t bằng 0 là t bằng 0 ở chỗ này. Này. Mà chúng ta biết rồi ở trên này chiều gì? Trên này chiều âm. Chúng ta biết ở dưới này chiều dương. Chiều dương. Vậy chắc chắn là chiều âm rồi. Mà vật ở đây tức là vật đang đi về biên đúng không? Vật đi ngược chiều kim đồng hồ mà. Nhớ là vật luôn luôn chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Vật đang về biên âm. Đang về biên, đang về biên. Vậy đáp án chỉ có thể là C hoặc D. Em gióng em biết đi độ âm đúng không? Em gióng xong khẳng định đi độ âm. Âm. Vậy D luôn. Chứng minh là D luôn nhá. Chứng minh x bằng -2,5 luôn. Thì x là đoạn nào? X là cái đoạn này, x cái đoạn thì đang kẻ này. Đoạn đang kẻ là kè đúng không? Các em kè x cos. X chia cho 5. X chia 5 kè chia huyền ấy bằng trừ cos pi nhân 3. Góc chúng ta chỉ lấy mặt độ lớn thôi nhé. Đấy. Đáp án D luôn được không nhỉ? Đấy. Góc chúng ta chỉ lấy mặt độ lớn, ta không lấy giá trị nhé. Không lấy giá trị, chỉ lấy độ lớn thôi. Tiếp theo câu 21. Câu 21. Thời điểm 2,5 giây ở đâu? Các em cũng đổi này về. X thì sẽ bằng 10
code của 2PT. Từ sin mà với code em phải trừ pin 2 vậy nó sẽ thành trừ pin 6. Trừ pin 6. Ngoài 2,5 giây ở đâu? Thời điểm bất kỳ giữa pha. Thời điểm ban đầu thì giữa pha ban đầu, đây thời điểm bất kỳ giữa pha. Pha chính là 2pi nhân 2,5 trừ pi phần 6 bằng 5 trừ 2/6, 5 trừ đi 1/6. 5 trừ 1/6. 29 pi trên 6. 29 pi trên 6. 5 trừ 1/6. 5 29 pi trên 6. 29 thì phân tích thành 29 thì sẽ là 24 cộng 5 pi tức là trên 6. Thì sẽ là 4 pi cộng 5 pi trên 6. 6. 4 pi ta bỏ tuần hoàn mà. 5 pi trên 6. 5 pi trên 6 tính ý này, 5 pi trên 6. 5 pi trên 6 này phân tích thành pi trên 2 cộng pi trên 3. 3. Đấy. Sau các em vẽ cái vòng tròn ra, các em vẽ vòng tròn ra. Tròn ra. Đây là 10 và đây là -10. 10 -10 được chưa các em? 10 và -10. Đấy. 10 -10. Mười trừ mười, bây giờ cái góc 5 pin 6 ở đâu? Góc 5 pin 6 thì nó chính là ở đây, 5 pin 6 ở đây. Đây là pi trên 2, là pi trên 3. Đấy. Vậy thời điểm 2,5 giây nó ở chỗ này. Và vật chuyển động ngược trên đồng hồ, nó là chiều gì? Chiều âm rồi, chắc chắn chiều âm rồi. Vậy loại chiều dương nó chiều âm rồi. Gióng xuống đây, vậy biết ly độ âm luôn, đúng không? Ly độ âm luôn. X là cái vùng này. Là vùng này, x. Đây là pi trên 3. X chia 10 bằng sin pi trên 3. X chia 10 bằng sin pi trên 3. X chia 10 bằng sin pi trên 3. Nhưng mà vì x âm đúng không? Thêm một trừ trước để cho nó âm. X sẽ bằng là sin pi trên 3 bằng căn 3 trên 2 và trừ 5 căn 3 bị cm. Đó, trừ 5 căn 3 chiều âm. Trừ 5 căn 3 chiều âm. Mốt A. Mốt A. Tiếp tục ra xử lý 22. Một chất điểm rộng điều hòa trục x có phương chính này. Lúc t bằng 0, lúc ly độ là 3, chuyển động theo chiều dương. Thì cái phương trình chưa chuẩn, em phải dựa là cái cos của trừ alpha thì bằng cos alpha, tức là hai góc mà đối nhau thì là cos sẽ bằng nhau. Phương trình này đằng trước cái t này, đằng trước cái t nhỏ này, đây vi phạm ở cái chỗ dấu trừ này. Đấy, chỗ này chỗ vi phạm này. Vậy em sẽ chuyển phương trình thành gì đấy? X bằng là 6 cos của pt cộng pi trên 3. Em giống thức là cos trừ alpha và cos alpha, tức là hai góc mà đối nhau thì cos bằng nhau. Vì em phải dùng cái trường hợp này thì phương trình mới chuẩn được. Cái này phương trình mới chuẩn được. Đấy. Thì giờ sẽ chỉ cô phan đầu pi trên 3. Phan đầu đây, pi trên 3. Vậy B đúng luôn, hay 2B. Một vật rộng điều hòa thì pha hòa t cộng phi hàm bậc nhất hay và a. 24 ứng pha là 3 pi trên 5 thì vật nhỏ rộng điều hòa giá trị, cái này chính là x chưa, pha là cái này biến đổi bao nhiêu thì các em dùng là phương trình x bằng a cos hòa t cộng phi x chính là trừ 3,09 bằng a cos của 3 pi phần 5. Vậy trừ 3,09 chia cho
chuyển máy tính về hệ radian nhé. Máy tính hệ radian ship menu. Đấy, chữ 309 chia cho là code của 3 pi phần 5. Nắm được chưa? 3 phần 5. 999 gọi là 10. A 10. Sắp xỉ 10. Từ A 25. Biên độ là 4. Tần số là 10 vậy. Omega bằng 2 pi nhân F, tức là bằng 2 pi nhân 10 bằng 20 pi radian trên giây. T bằng 0 ly độ 4. Ly độ 4, các em ly độ 4 này thì chính là biên dương, những biên dương. Đúng nhỉ? Biên dương gọi pha đồng 0. Đúng là biên dương pha đồng 0 mà. Pha đồng 0 B. Anh làm B. Câu 26. Một vật nhỏ trong điều hòa với quỹ đạo là 8, 2A bằng 8. Chu kỳ 1 giây. Omega bằng 2 pi trên T. Và bằng 2 pi. Tại thời điểm T không ly độ trừ 4. 2A bằng 8 mà chúng ta rút A bằng 4 đúng không? Ly độ trừ 4, cái này là biên âm này. Biên âm thì các em dùng vòng tròn thì nó là pi đúng không? Biên âm dùng vòng tròn là pi đáp án A. Biên âm mà, biên âm dùng vòng tròn là pi đấy. Pi được chưa các em? Phải đáp án A nhé. Câu 27. 27. Biên độ 5. Omega bằng 2 pi trên T bằng pi. T bằng 0 có cân bằng chiều dương. Cân bằng chiều dương là phi bằng trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2. 5 trừ pi trên 2. 5 trừ pi trên 2. Omega là pi, 5 trừ pi nhân 2 đáp án là D. 28, A là 6, A là 6. Omega bằng 2 pi F, A là 4 pi. T bằng 0 đi qua 3 chiều âm, 3 chiều âm. Vẽ cái vòng tròn này ra. 6 trừ 6, 3 chiều âm, 3 chiều âm ở phía trên là 3 chiều âm. Góc này cần tính được. Đây là 6 này. Dùng code đó, ship code. Chúng ta ship code của 3 trên 6. Ship code của 3 phần 6. Kề huyền mà, kề huyền là code pi trên 3, góc này pi trên 3. Pi trên 3. 6 code 4pi. 6 code 4pi cộng pi trên 3 đáp án B. 6 code 4pi cộng pi trên 3 đáp án B luôn. Chúng ta tiếp tục câu 29. Một vật trọng điều hòa dọc trụ X, biên độ là 6, tần số là 2 Hz, omega bằng 2 pi F, 4 pi radian trên giây. T bằng 0 đi qua vị trí trừ 3 căn 3 và đang lại gần cân bằng. Trừ 3 căn 3 lại gần cân bằng. -6 -3 căn 3 lại gần cân bằng. -3 căn 3 đây các em nhìn này. Mình nhớ vật đi ngược chiều kim đồng hồ nhé, -3 căn 3 đây. Đấy. Được chưa? T không ở chỗ này. Đi ngược chiều kim đồng hồ đây. Đấy. Lại gần cân bằng nữa thì đây là âm pi trên 2. Tính góc này. Góc này thì em sẽ góc này là đối này, em nhìn này. Cái đường mà thầy đang kẻ nó chính là 3 căn 3 đúng không? Cái đường thầy tô động nó chính là 3 căn 3. Bán kính thì là 6.
thì dùng sin thôi, ship sin của 3 căn 3 chia 6. Ship sin vì đối dùng sin mà ship sin của 3 căn 3 căn 6 pi trên 3. Rồi làm sin nhá, vậy góc này được pi trên 3. Về mặt giá trị là trừ. Vậy là nếu mà cộng 2 góc này lại thì ra nó là âm 5 pi trên 6. Âm 5 pi trên 6 đáp án C. Là 9C. Câu 30. Một vật rộng điều hòa dọc chuỗi, dọc theo trục x này, quỹ đạo 12, 2a 12, a bằng 6. T bằng 0, vật đi qua lý độ 3 căn 3 lại gần cân bằng. 3 căn 3 lại gần cân bằng. 3 căn 3 lại gần cân bằng. 3 căn 3 lại gần cân bằng, ta sẽ tìm được cái góc này thôi. Chúng phương phán đầu. A 6 trừ 6. 3 căn 3 lại gần cân bằng ở phía trên này đúng không? 3 căn 3 này. Ở phía trên mới lại gần cân bằng, nếu mà em dọc phía dưới lại gần biên ấy. Đấy. Thì là cái này ship code đúng không nhỉ? Ship code của 3 căn 3 chia 6. Ship code của 3 căn 3 chia 6 thì góc này chính là pi trên pi trên 6. Pi trên 6. Để pha đầu pi trên 6, đáp án chỉ có thể là C hoặc là D, là C hoặc B. Đấy, tìm omega. Omega giống nhau rồi đúng không nhỉ? Cái này này nhìn này, 7, A là 6 thì chúng ta A là 6, đáp án C luôn. Chúng ta có, nếu mà tìm omega nhé, 7,85 bằng 50, dao động là 50 chu kỳ. Tìm chu kỳ và tìm omega 30C. 31.31. Vật dạng điều hòa chất đoạn thẳng AB8, tức là 2A 8. Các em hiểu là bản chất dạng điều hòa là chuyển động không ma sát trên một đoạn thẳng, là trừ A đến A đến nhỉ. Đấy. Thì vật dao động điều hòa chất đoạn AB thì bên thì gắn AB là hai đầu ngoài cùng. Vậy AB mấy A? AB bằng 2A. Cái đoạn này chính bằng 2A. AB bằng 2A. Và A bằng 4. Đoạn AC. Được chưa? Chu kỳ 2 giây. Omega pi, 2 pi nhân t mà. Góc tọa độ ở trung điểm, cái này không để ý này. T bằng 0 trừ 2 chiều âm. T bằng 0 trừ 2 chiều âm. Cái này là 4 trừ 4 trừ 2 chiều âm. Trừ 2 chiều âm. Đây cái gióng này. Để cho chiều âm ở phía trên, chiều âm phía trên. Góc là pi nhân 2. Thì kem sẽ dùng gì đây? Cái này dùng sin đúng không? Ship sin của 2 chia 4. Ship sin 2 chia 4 thì góc này pi trên 6. Góc này sẽ bằng pi trên 6 cho lên trong. Vậy phan đầu 2 pi trên 3. Phan đầu 2 pi trên 3 chứ. Cái này sửa lại cộng B. Ship sin thôi. Đối là sin mà. Ship sin. Ship sin nhập máy tính ship sin ra. Ship sin của 2 chia 4 thì ra là góc pi trên 6 này. Đấy. 32. 1 vật rộng điều hòa chu kỳ 2 giây biên độ A
Thời điểm 2,5 giây cực đại, thời điểm ban đầu chiều nào? Ban đầu chiều nào? Thì bây giờ ta nhìn này. Đây. Chúng ta có là chiều nào đúng không? Chiều nào? Chúng ta có omega bằng 2 pi trên t. Omega bằng pi. Bằng pi. Đấy. 2,5 giây cực đại đây là a, đây trừ a. 2,5 giây chỗ này. Đấy. Và nhớ là vật đi là ngược chiều kim đồng hồ. Vậy muốn biết t của không ở đâu? Thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu là t của không. T của không ở đâu thì em sẽ quay ngược lại chiều đi của nó, quay ngược lại chiều đi của nó. Quay ngược lại. Quay ngược lại một góc bao nhiêu? Chúng ta sẽ lùi từ 2,5 giây, chúng ta sẽ lùi về 0 giây. 0 giây. Và khoảng thời gian chúng ta lùi chính là delta t bằng 2,5 giây. Được chưa? Và góc quét delta phi bằng omega delta t. Đấy. Omega delta t tức là chúng ta sẽ omega là pi nhân 2,5 và sẽ là 2,5 pi. 2,5 pi phân tích thành 2 pi cộng pi trên 2. Nhân 2. Được chưa? 2 pi cộng pi nhân 2. Và kém bỏ thì cái đuôi 2 pi đi. 2 pi ta không dùng. 2 pi vì 2 pi là một vòng tròn mà. 2 pi vòng tròn chúng ta vứt cái 2 pi đi. Chúng ta lấy pi trên 2 thôi. Vậy từ điểm A này chúng ta lùi góc pi trên 2. Lùi góc pi trên 2 và lùi đúng về đây, chỗ này. Chưa? Chỗ này. Chỗ này thì chính là gì đây? Cân bằng chiều dương. Chỗ này chính là cân bằng chiều dương. Cân bằng chiều dương. Bài A. 33. Ba sẽ làm tương tự y hệt như vậy, nhưng mà chỉ khác mỗi cái delta t thôi. Thời điểm 3,5 giây ở lý độ cực đại cũng ở biên dương, chúng ta sẽ lùi từ 3,5 về 0 với khoảng thời gian là 3,5 giây. Chưa? Omega bằng 2 pi trên t. 2 pi trên t thì đảo lại 2 pi trên t tức là 2 pi trên 1,5. Chưa? 2,5 tức là 4 pi trên 3 radian trên dây. Và tìm được góc quét delta phi bằng omega delta t. 3,5 nhân 4 pi trên 3. 3,5 nhân 4 pi trên 3. 14 pi trên 3. 14 pi trên 3. Cái này là 14 pi trên 3. Phân tích ra thành 12 pi cộng 2 pi tất cả trên 3 và sẽ thành 4 pi cộng 2 pi nhân 3. Cái này bỏ, em chỉ lấy 2 pi nhân 3 thôi. Lấy 2 pi nhân 3. Được chưa? Chỉ lấy 2 pi nhân 3. Chúng ta chỉ lấy 2 pi nhân 3. Vậy thời điểm ban đầu là chiều nào? 2 pi nhân 3 thì các em sẽ dựa vào cái vòng tròn. 2 pi nhân 3 dựa vào vòng tròn. Đây là a, đây là trừ a. 2 pi nhân 3 đây. Đấy. Thời điểm t không ở chỗ này đây. 2 pi nhân 3 là cả góc to đùng này. Cả góc to đùng 2 pi nhân 3 thì chính là góc là pi nhân mấy? Pi nhân 6 là pi nhân 2. Đúng không? Đấy. Vậy nó là chiều âm. Chiều âm. Và muốn biết đi độ nào thì em gióng xuống. Đi độ chắc chắn âm rồi. Đi độ âm 2 pi nhân 3. Ở từ từ. Đây lùi lại góc 2 pi nhân 3 mà sao đi. Lùi lại góc 2 pi nhân 3. Chúng ta đang phải lùi lại góc 2 pi nhân 3 đây. Đang lùi lại góc. Thời điểm 3,5 giây đang ở biên dương. Thời điểm 3,5 giây đang ở biên dương. Và từ biên dương sẽ lùi lại góc 2 pi nhân 3. Vật là đi ngược chiều kim đồng hồ. Lùi lại lùi theo chiều này. Lùi góc 2 pi nhân 3 nó sẽ lùi đến đây. Lùi như này. Đó là trừ pi nhân 2, đó là trừ pi nhân 6, đủ 2 pi nhân 3 luôn. Lùi lại 2 pi nhân 3. Đi độ âm rồi. Em gióng xuống. Đấy, thì x chắc chắn âm. Đây là x này. Pi nhân 6 đó, thì góc là pi nhân 6 này. Lấy mặt độ lớn thôi. X là đối góc pi nhân 6, dùng sin x trên a bằng trừ sin pi nhân 6. Và rút ra x bằng trừ a trên 2. Và chiều này là chiều dương. Dt bằng 0. Chiều dương, trừ a trên 2 chiều dương.
33C. Câu 34. Và từ chu kỳ 2 giây biên độ A, thời điểm 4,5 giây vật ở ly độ cực tiểu. Ly độ cực tiểu là biên âm, ly độ cực tại biên dương. 4,25 giây tiểu. Vậy chúng ta sẽ phải lùi đâu nhỉ? Chúng ta sẽ lùi là từ 4,25 giây. Chúng ta sẽ lùi về t bằng 0 giây. Đấy. Vậy khoảng thời gian. Khoảng thời gian là 4,25 giây. Và góc quét là delta phi bằng omega delta t. Quét. Tức là chu kỳ 2 giây này, chu kỳ 2 giây với omega bằng pi. Pi. Vậy sẽ là pi nhân 4,25. Vậy chúng ta sẽ có góc lùi. Chúng ta góc lùi delta phi bằng 4,25 pi. Và sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng 4 pi cộng pi trên 4. 4 pi trên 4 mà, 4 pi bỏ nhá, 4 pi ta bỏ đi. Pi bỏ đi, vẽ vòng tròn. Tròn. Biên dương. Biên âm. Vậy thời điểm 4,25 giây nó chỗ này, 4,25 giây chỗ này. Và các em nhớ nó đang đi ngược chiều kim đồng hồ, nó đang đi ngược này. Đúng không? Đi ngược này. Vậy bây giờ ta lùi. Lùi nên ta sẽ lùi theo mũi tên màu đỏ. Nó đang đi ngược chiều kim đồng hồ mà, lùi theo mũi tên màu đỏ đây, lùi này. Chiều lùi là chiều lùi ngược chiều chuyển động. Lùi theo mũi tên màu đỏ và lùi góc pi nhân 4 đúng không ạ các em? Đây. Lùi pi nhân 4. Từ cái điểm này lùi đủ góc pi nhân 4. Pi nhân 4 chỗ này. Ly độ âm rồi. Ly độ âm. Pi 4 là ly độ bao nhiêu âm gióng xuống? Gióng ly độ là đoạn này này, đoạn này x này, đoạn trên kẻ là x này. X này. Quyền này a. X này. Pi nhân 4 ở góc này nhé. Pi nhân 4 góc này này. Pi 4 góc cái góc thêm tô động này. 4 này x là kẻ góc pi nhân 4 đúng không? X chia a còn trừ sin pi nhân 4. Dấu trừ vì thế biết x âm rồi mà. Pi nhân 4 là góc thêm tô động đấy nhá. Đấy. Pi nhân 4 đây. Pin 4 chưa? Và rút ra x sẽ bằng trừ a căn 2 trên 2. Trừ a căn 2 trên 2. Vậy là đi qua chiều âm ly độ trừ a trên căn 2 b chưa? Nhớ góc pin 4 này. Góc pin 4 này. Đấy. Tiếp theo câu 35. Thời điểm 1 giây ly độ dương. Biên độ 5, biên độ 5. Omega bằng 2 pi trên t, 2 pi trên t. 2 pi trên t, 2 chia 2 là pi. Thời điểm 1 giây đi qua cân bằng chiều dương. Đây là a, đây là trừ a. Cân bằng chiều dương ở chỗ này, 1 giây nằm chỗ này. Được chưa? Và vật đang đi là gì đây? Ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, thì bây giờ thầy phải xem t không ở đâu. Thầy sẽ lùi từ 1 giây, thầy lùi về 0 giây. Và khoảng thời gian lùi chính là 1 giây. Khoảng thời gian lùi 1 giây. Và góc lùi là omega delta t. Góc lùi omega delta t tức là pi. Pi nhân với 1. Vậy góc lùi là pi. Lùi được pi. Góc lùi là pi. Vậy em sẽ lùi ra nhỉ? Em lùi đây. Em lùi là chiều lùi là chiều ngược chiều chuyển động. Để tìm quá khứ mà. Nó góc lùi là pi. Vậy nó lùi một phát đến đây luôn. T không ở chỗ này. T không ở chỗ này, tức pha đầu là pi trên 2. Pha đầu pi trên 2, vậy đáp án C, D loại. A bằng 5, omega bằng pi, pha đầu pi trên 2, bằng 5A. Đã 16. Biên độ 5
chu kỳ 0,5 giây. Và 6 chúng ta sẽ có là omega bằng 2 pi trên t. 4 pi. Pi. 4 đáp án là 4 pi. Thời điểm 0,25 giây đi qua trừ 2,5 ra xa cân bằng. Trừ 2,5 ra xa cân bằng, vẽ chấm to một chút. Trừ 2,5 ra xa cân bằng. Đây là 5. Đây là trừ 5. Trừ 2,5 ra xa cân bằng. Trừ 2,5 ra xa cân bằng vậy nó phải ở bên trên. Trừ 2,5. Các em nhìn này, nó đi ngược chiều kim đồng hồ mà. Cân bằng đây cân bằng chiều âm nhé, đúng không nhỉ? Đấy, trừ 2,5 ra xa cân bằng. Đấy. Cái thời điểm 0,25 giây nữa chỗ này. 25 giây chỗ này. Ra xa cân bằng. Tính góc thì bao nhiêu đây? Vậy cái góc 2,5 là đối diện. 2,5 là đối với góc này là pi trên 6. Trên 6 với góc này sẽ pi trên 6. Góc này pi trên 2. Được chưa các em? Đấy. Nhưng bây giờ muốn viết phương trình dao động thì cần biết t bằng 0. Muốn biết t bằng 0 thì phải lùi lại. Lùi lại tức là phải đi ngược chiều chuyển động. Lùi lại đi ngược chiều chuyển động. Lùi lại một góc là bao nhiêu? Một góc là delta phi bằng omega delta t. Delta t. Tức là lùi lại một góc là 4 pi. 4 pi nhân với 0,25. Tức là nhân 1/4. Delta t là 0,25 nhé. Tức là cái này là 1/4 giây đấy. Lùi góc là pi. Pi. Lùi góc là pi vậy đơn giản em chỉ đi thước em gióng sang đây. Đấy, lùi một phát lên đây. Đấy, t không được chuyện này. Em đi thước em gióng sang đây. Gióng sang. Pi nhân 6 chỗ này pi nhân 6. Đó, chỗ này pi nhân 3. Về mặt giá trị thì phi bằng trừ pi nhân 3. Chưa? Lùi lại. Lùi lại góc là pi thì đơn giản em sẽ dùng thước em gióng từ cái đầu này sang đầu này là xong. Hai đầu này gióng sang là xong. Phan nào trừ pi nhân 3. Phan nào trừ pi nhân 3. Vậy phương trình chuẩn có là x sẽ bằng là 5 cos của 4 pi t trừ pi nhân 3. Từ cos mà sang sin. Từ cos sang sin thì em phải cộng pi nhân 2. Từ cos sang sin 5 sin của 4 pi t cos sang sin phải cộng. Thì góc này ra pi nhân 6. Pi nhân 6 5b. Tiếp theo 37. Câu 37. 37 xem nào. Biên độ là 8. Chu kỳ 1 giây. Omega bằng 2 pi trên t. Bằng 2 pi. Thời điểm 2,875 giây vật đi qua 4 căn 2 chuyển động về cân bằng. Cân bằng. Vẽ vòng tròn ra. -8. 2,875 đi qua 4 căn 2 về cân bằng. 4 căn 2 về cân bằng. Đây là 4 căn 2 về cân bằng. Rõ ràng 4 căn 2 chiều âm đúng không? Đấy, các bạn nhìn, nó phải ở phía trên về cân bằng được, chứ ở phía dưới lại về biên mất rồi. Và góc này thì dùng gì đây? Shift code. Shift code của 4 căn 2 chia 8. Shift code 4 căn 2 chia 8 thì góc này pi trên 4. Góc này pi trên 4 này. Pi trên 4 nhé. Pi trên 4. Đây là thời điểm bao nhiêu? Đây là thời điểm là 2,875 giây. Nhưng bây giờ cần biết thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu thì phải đi ngược lại nó, lùi lại, đi cùng chiều kim đồng hồ, lùi, đi ngược lại chiều chuyển động. Lùi một góc là bao nhiêu? Lùi góc là delta phi bằng omega delta t. Tức là sẽ lấy 2 pi nhân với 2,875.
2π nhân 2,875. 2 nhân với 2,875 là 23π trên 4. 23π trên 4. Chúng ta lùi một góc là 23π trên 4. 23π trên 4. 23π trên 4 tách ra, tách con 23π trên 4 này ra. Tách ra 23π trên 4. Thế tách này 20π cộng 3π tất cả trên 4. Và sẽ tách 5π cộng 3π trên 4. 5π tách thành 4π cộng π cộng 3π trên 4. Vậy chúng ta sẽ vứt đi 4π. Vứt đi 4π được chưa con? Vứt đi 4π. Và bây giờ chúng ta sẽ lùi một góc là π cộng 3π trên 4. Thì lùi cái nào trước? Lùi nào trước có tiện? Lùi nào trước có tiện? Chúng ta sẽ hình dung nhé. 3π trên 4 thì tách tiếp này ra. Tách ra. Thế pi này cộng với pi trên 2 này, cộng pi trên 4 này. Đấy. Đầu tiên thì sẽ lùi hết pi trên 4 để nó về đến bên dương. Lùi tiếp pi trên 2 hết cái này. Lùi tiếp một góc là pi nữa về đến đây. Được chưa? Lùi từng phần một, lùi pi trên 4 này hết đoạn này. Lùi pi trên 2 hết đoạn này. Lùi được pi hết toàn bộ đoạn này. Đúng chưa? Tóm lại tên không nó về đến đây. T bằng 0 về đến đây tức là về vị trí là cân bằng chiều âm. Cho nó là B luôn. Đấy sẽ lùi từ phần 1 đấy. 38. Tại thời điểm 8,5 giây thì vật đi qua ly độ 2 chiều âm. Ly độ 2 chiều âm vẽ này, vẽ đẹp đẽ một chút nhỉ. Thỉnh thoảng có câu vẽ đẹp đẽ một chút. Đây, cái này sẽ là 4 này, trừ 4 này. 8,5 giây đi qua ly độ 2 chiều âm. 2 chiều âm ở phía trên. 2 chiều âm. Góc này pi trên. Góc này sẽ là 2 chiều âm shift thì shift code đúng không? Shift code. Để bấm shift code này, shift code của 2 này. 4 sẽ là pi trên. Pi trên 3. Pi trên 3. Vậy 8,5 giây nó chỗ này. Chiều âm ở phía trên mà. Đây và đang đi ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ lùi đúng không nhỉ? Lùi thì ta sẽ lùi theo thức delta phi bằng omega delta t. Đấy, chu kỳ 3 giây đúng không? Omega chính là 2 pi phần 3. Thời gian là 8,5. 2 phần 3 nhân 8,5. 17 pi trên 3. 17 pi trên 3. 17 pi trên 3 tách ra. Tách ra 17 pi trên 3 tách ra sẽ là 15 pi cộng 2 pi ở trên 3 delta phi. Tách ra thì sẽ là 5 pi cộng 2 pi trên 3. 5 pi tách ra là 4 pi cộng pi cộng 2 pi trên 3. Tách tiếp. Cho nào, tách. Bây giờ 4π bỏ nhá, 4π bỏ. Đúng chưa nhỉ? 4π bỏ. 4π bỏ bây giờ chỉ tách những đoạn này thôi, tách theo cái lùi đề bài. Tách theo lùi đề bài. Chúng ta hình dung thế này này. Lùi từ đây về đến đây. Hết khúc pi nhân 3 này, đúng không? Pi nhân 3 rồi. Vậy bây giờ tách này ra nhá, tách ra thành pi cộng pi trên 3 cộng pi trên 3. Tách ra như này, tách như này. Đấy. Thì lùi từ đến biên dương thì hết pi trên 3 rồi, vậy bỏ. Vậy chỉ còn lại là pi cộng pi trên 3. Vậy lùi từ đây đến đây. Lùi một mạch đến đây, hết là pi, lựa chọn cái nào trước được phù hợp. Và lùi tiếp pi trên 3. Tiếp pi trên 3 thì các em nhớ đây, nó sẽ đối xứng ở đây thôi, nó sẽ đối xứng đây. Đây. Pi trên 3 ly độ 2 thì ở đây pi trên 3 cũng pi trên 3 ly độ phải là mấy? -2. Trừ 2 kiểm tra thoải mái mà, đúng không nhỉ? Chắc chắn là các em sẽ lấy là x
là cái đoạn nằm ngang này, x nằm ngang này chia 4 ra cos pin 3 x. Chúng ta phải kiểm tra luôn cái này chính là trừ 2. Thầy xóa đi nhé, thầy xóa đi. Đấy, thầy xóa này. Cái này x này, cái này 4 này. Đấy, thì thầy sẽ có x chia cho 4 bằng trừ cos pin 3 và tương đương x bằng trừ 2. Các em có thể nhận ra sự đối xứng này được, nhận ra sự đối xứng đúng không? Thì x chắc chắn bằng trừ 2 rồi, trừ 2. Trừ 2. Đấy, tên không ở chỗ này, tên không ở chỗ này. Được chưa? Pi nhân 3 đây phải pi mấy? Pi nhân 6. Pi nhân 6. Vậy pha đầu nó cái nào đây? Pha ban đầu. Pha đầu nó là cả cái góc lớn này. Lớn này. Góc lớn này. Thì chính là pi nhân 6 cộng với góc vuông là pi nhân 2 này. Vậy pha đầu chính là 2 pi nhân 3. Pha ban đầu chính là 2 pi nhân 3. Đó. À. Tiếp theo chúng ta vào 39. Trong một thí nghiệm nhỏ rộng vận động điều hòa biên độ 20 chu kỳ 6 giây A 20 chu kỳ 6 giây với omega bằng 2 pi trên 6 pi trên 3 và pi trên 3. Gốc thời gian là lúc 10 giờ 04 phút 04 giây, 9 giờ 59 phút 30 giây thì nó đi qua lý độ 10 chiều dương. 10 chiều dương. Đây là 20. Đây là trừ 20. 9 giờ 59 phút 30 giây đi độ 10 chiều dương. 10 chiều dương ở dưới. Đây là 10. Đấy. Đây là 9 giờ. 9 giờ 59 phút 30 giây được chưa các em? Đấy. Chiều dương thì chúng ta sẽ tìm được góc này, góc này sẽ là về mặt giá trị nó phải là trừ pi nhân 3. Giá trị trừ pi nhân 3. Đây. Nhưng mà gốc thời gian nó không chọn nó lúc này, mà gốc thời gian là 10 giờ 0 phút 04 giây. Tức là chúng ta phải tiến lên đúng không? Chúng ta phải tiến lên. Phải tiến lên. Thế giờ em tiến lên là bao nhiêu? Chúng ta sẽ tiến lên này. 10 giờ 0 phút 04 giây. Đấy, 10 giờ mà tiến từ mấy? Từ 9 giờ 59 phút 30 giây. Chúng ta hai trừ ra ra cái khoảng thời gian tiến, ra được khoảng thời gian. Được chưa? Ra được khoảng thời gian. Chúng ta sẽ lấy 10 giờ 0 phút 04 giây trừ đi 9 giờ 59 phút 30 giây. Trừ đi bao nhiêu đây? Bây giờ chắc là 10 giờ 10 nhân với 3600 này, 3600 này cộng với 04 này, chưa đổi đây ra, trừ đi là 9 × 3600 này cộng với 59 này là 60 cộng 30 ra tương đây 30.4 giây, đúng nhỉ? 10 giờ 0 phút, 10 giờ 0 phút 04 giây, 10 giờ 0 phút 04 giây, 10 × 3600 cộng với 4 trừ 9, trừ đi là 9 × 3600
cộng với 59 nhân 60 cộng 30, 34 giây. Khoảng thời gian là 34 giây. 34 giây. 34 giây thì chúng ta sẽ phải tiến lên, cái này phải tiến lên và có quét. Thì pi trên 3 nhân 34. 34 chia 34 pi phần 3. 34 phần 3 tách ra cái gì không? 34 pi trên 3, 34 pi trên 3 tách sẽ là 33 pi cộng pi trên 3 thì sẽ là 11 pi cộng pi trên 3 thì sẽ là 10 pi cộng 4 pi trên 3. Tách này ra, 11 pi thì viết thành là 10 pi cộng pi, và thì gom hai này nó tạo thành 4 pi trên 3 cộng hai này nó ra là 4 pi trên 3. Cái 10 pi bỏ nhé, 10 pi bỏ, 4 pi trên 3. Thế chúng ta phải tiến một góc là 4 pi trên 3, đúng không? Tiến một góc là 4 pi trên 3. Tiếp như này, em tiến cái này là hết pi trên 3 rồi, tiến một phát nữa, tiến lên đây đủ 4 pi trên 3 chưa? Đủ 4 pi trên 3 luôn rồi, đúng không? Vậy tên không ở chỗ này, tức là hay là 10 giờ 0 phút 04 giây thì nó chỗ này. Chỗ này pha đầu mấy? Một pi, pha đầu pi hoặc bằng trừ pi cũng được, pi trừ pi đều được cả. Đáp án A. Chúng ta tiến một góc 4 pi trên 3 thì tiến một góc 4 pi trên 3 trong hiểu là 4 pi trên 3 bằng pi trên 3 cộng pi, đó. Thì pi trên 3 đi chỗ này là hết pi trên 3 rồi, đi chỗ này pi trên 3, đi đoạn trên đây hết là pi nữa, vậy vừa được 4 pi trên 3. Vậy nó tiến góc 4 pi trên 3 tức là tiến bên âm, bên âm, bên âm thì pha đầu cộng trừ pi và chính là A. Câu 40. Thời điểm 7 giây đi theo chiều nào? Đây cái chiều nào? 17,5 giây ở 0,5A chiều dương. A trừ A trừ A 17,5 ở lý độ 0,5A chiều dương. 0,5A chiều dương. Đây, 17,5 ở chỗ này. 17,5 giây ở chỗ này. Chưa? Và dễ dàng cái góc này tìm được bao nhiêu đây? Góc này sẽ phải là pi trên 3. Mặt giá trị là trừ pi trên 3. 7 giây nó theo chiều nào? Thì chúng ta sẽ lùi này, lùi từ 17,5 giây ra lùi về 7 giây. Vậy khoảng thời gian cần lùi là bao nhiêu đây? Khoảng thời gian 17,5 trừ 7 8,5 giây. Đâu? 10,5 giây. Và góc xuyên góc cần lùi delta phi bằng omega delta t, tức là 2 pi phần 3 nhân 10,5. 2 pi phần 3 nhân 10,5. 2 pi phần 3 nhân 10,5. 2 phần 3 nhân 10,5. 7 pi. Vậy góc 2 pi phần 3 nhân 10,5 lùi được 7 pi. 7 pi phân tích thành 6 pi cộng pi. Cái này bỏ. Vậy thực chất chỉ lùi vẫn là pi. Góc lùi chính là góc này. Góc lùi chính là góc pi. Góc lùi là góc pi được chưa các? Vật đang đi này, lùi thì sẽ lùi ngược lại đây. Đây chiều lùi đây. Lùi góc pi vậy em gióng thước gióng đây. Đấy, lùi đây. Lùi cái này. Tên không là chỗ này. À tên 7 giây, sorry 7 giây. 7 giây chỗ này. Đây này. Đây pi trên 3 này, đây sẽ là pi trên 3. Pi trên 3. À, pi trên 3. Nếu mà em tinh ý cái sự đối xứng ra mà, đây sự đối xứng mà. Thì cái này sẽ phải trừ 0,5A chiều dương, chiều âm. Các em có thể tính ra như sự đối xứng đấy. Trừ 0,5A chiều âm 40B. Chưa? 40B.